Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ thả chậu hái được trồng sẵn ở trong cái ly vào nuôi trong cái hộp xi măng này kết hợp với lục bình rong đuôi chó ha. Thì ấu hái bình thường mua xa tiếp về mình sẽ thả vào nước hoặc trồng như này chứ không có nhấn chìm cây để cây nó hồi phục lại. Còn đây mình trồng sẵn nó lên bán cạn rồi thì mình sẽ trồng được kiểu này, nhấn chìm trong nước cây nó sao không sao hết, nó sẽ hết như từ từ vươn lên khỏi mặt nước sau này ha. Cái ly nước xanh quá cho nên nó len ra hồ không sao cả. Thì cái hồ nước nó đã ổn định rồi thì nó sẽ xử lý sao thôi, mình cũng chờ kết quả khi kéo hái nó vươn lên như thế nào. Còn bình thường thì mưa xích xa về cái cây nó yếu thì mình cứ thả mặt nước là được, có nắng là cây nó sống ha, đừng có nhấn chìm làm này làm kia, không bón phân luôn. Thì mình sẽ cho cá ăn, cho cá ăn bo bo đông lạnh. Đây ha, hình như mỗi lần là sẽ cho bà lên cái rong để không có bị chìm như đá nhanh ha. Mình có thể vừa quay vừa ngắm cá. Cái lục bình ở cái hồ này mình chiết ra thì nó bự ha, chứ không hoa. Hôm qua mình quay được cái video ở cái chậu nhỏ, nắng thật là nhiều, cây lục bình nó nhỏ mà ra hoa luôn rồi. Giờ chờ lục bình ra hoa ha. Nhất là nó xanh hay hó hay cá cái nhiễu gì cá nó hay kiến đồng nó sẽ lại ăn. Bình thường cũng vậy, cho cá cũng vậy, quay quẩy nước cá nó mới biết mà lại ha. Như tàu kiến chuông mà cho cá ăn cái giờ giấc á, nó lại có phản xạ nó biết.
Thế cả nhà hồi nãy mình sẵn mình trồng ổ thái thả vào chậu xi măng và sẵn thêm cái chậu rau má luôn cùng với cá ba đuôi ha, cho nó đỡ trơ trọi. Thả nguyên cái chậu này vô. Bên đây đi. Còn đây là cá ranh chô. Cá ranh chô 10 con. Hòa nước ha. Lưới thả vào cái thời điểm mát tốt hơn, thời điểm buổi trưa như vậy ha. Chiều mát thả tốt hơn. Nước ổn định rồi, hòa nước như thế này. Mua có hôm qua mình bỏ sẵn rồi. Bây giờ mình làm lẹ luôn. Bình thường thì hòa nước 15 phút đến nửa tiếng. Cá ổn rồi. Thả ra. Còn bịch cá có thể thả vô đây và hòa nước, hoặc là ngâm cái bịch trước, mở bịch bỏ nước vào. Cứ từ cũng từ 15 đến 30 hoặc 1 tiếng. Cho cá nó không bị sốc nước, sốc nhiệt ha. Phần bệnh cho cá thì phải dùng muối hột hoặc là cái chasilin. Thường thì dùng muối hột. Cá kiếm thì thấy còn nhỏ chưa đẹp cho nên kết hợp thêm mấy con ranh chu vô cho nó đỡ chống hồ, sau này gần để tính tiếp. Một trong hai xe hoa hồng mới. Chỗ nào có nắng thì mình sẽ đặt cây vào để cho cây phát triển. Không có nắng thì phủ rong. Rong nuôi chó thì cả ánh sáng trung bình. Cái còn nhét chưa dám ra. Bé tí rút ngắn thời gian thì mình cho cá ra ngoài ha. Để coi cho nó cự hết ngay, nó bơi cự bơi luôn, nó chạy theo con cá kiếm kìa. Mình thả 10 con ganh chu. Bơi dưới đá trộn với cá kiếm nè. Rồi này sẽ hút đáy cho nó sạch.
hái để bên đây cho có nắng. Chắc thử thêm một chậu rau má vô. Rau má đồng tiền bên trong bằng đất vườn, thả miết nhiều không kệ. Bỏ bên đây, vài ngày nữa dọn bớt rong ra, cảm thấy như vậy.